chú ý xem, người đàn ông này đang dùng dao thăm dò mặt đất cẩn thận. Đột nhiên cát sụt xuống, anh kích động gọi đồng đội thật to. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, ngay lập tức chạy lại, cùng nhau dọn sạch cát xung quanh. Rất nhanh bọn hầu phát hiện một tấm gỗ dưới lớp cát. Sau khi họ dỡ tấm gỗ ra, liền nhìn thấy một miệng giếng nhân tạo. Tất cả mọi người đều kích động, muốn nhảy xuống xem xét. Sau khi Dick ném một viên đá xuống, không hề nghe tiếng đá rơi xuống. Mọi người nháy mắt tuyệt vọng, nhưng Dick khăng khăng đòi Jen xuống xem xét, bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nhưng không ngờ Jen ở đáy giếng, thứ gì cũng không tìm được. Vào lúc mọi người im lặng như tờ, Jen đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Anh vội xem xét thành giếng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện một nguồn nước, tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để giải tỏa cơn khát cấp bách. Sau đó Jen bắt đầu dùng cabin hứng nước, còn lưu luyến không thôi, liếm nước trên tay mấy chục lần. 3 tiếng sau, Jen dùng dây thừng buộc chặt chiếc cabin hứng đầy nước. Đồng đội bên trên cẩn thận từng ly từng tí, từ từ kéo cabin nước lên. 2 cabin nước này tuy chỉ đủ cho mỗi người uống 3 ngụ, nhưng cũng đủ để họ sinh tồn rồi. Sau khi binh sĩ uống nước xong, ai ai cũng vui vẻ như trẻ con. Bây giờ vấn đề nước uống đã tạm thời được giải quyết, nhưng xe tăng của bọn họ lại bị kẹt trong sa mạc sắp hỏng đến nơi. Muốn thoát khỏi sa mạc này, bắt buộc phải sửa xe tăng. Ngay khi mọi người chuẩn bị bắt đầu, xe dã chiến của kẻ địch đột nhiên xuất hiện, tất cả lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng sa mạc Sahara chim không thèm ỉa, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe rì rì chạy đến. Dick thấy xong bảo đồng đội mau chóng tìm hầm trú ẩn, đợi Đức Quốc xã tiến vào nơi phục kích tốt nhất. Nhưng khi bọn chúng lại phát hiện được dấu chân, thì đã sớm rơi vào bẫy. 3 tên Đức Quốc xã về với cát bụi ngay lập tức, còn lại 2 người sau khi nấp vào hầm, rụt rè không dám tiến lên. Dick thấy vậy bảo đồng đội mau chóng bao vây, tháo bình nước của họ ra, phát hiện trong bình đến một giọt nước cũng chẳng còn. Quân Đức Quốc xã đã rơi vào trạng thái thiếu nước, mà trong chu vi 500 dặm, tất cả các giếng nước đã sớm khô cạn. Để lấy được vị trí tập trung quân Đức Quốc xã, Dick lấy một bình nước ra đổ vào cốc. Sau khi uống một ngụm nhỏ, đột nhiên quân Đức Quốc xã ngây người ra luôn. Phải biết rằng trên sa mạc Sahara rộng lớn, nước mãi mãi quý hơn vàng. Để moi được nhiều tin tức hơn, Dick lại đổ đầy nước vào cốc, để trước mặt địch dày vào chúng. Không ngờ ý chí của quân địch rất kiên định, kiên trì đúng tròn 1 giây, đã đem hết mọi tin tức khai sạch sành sanh. Thì ra họ là một đội quân tiên phong, đại đội 900 người đang theo sát phía sau. Hơn nữa bọn họ sớm đã thiếu nước trầm trọng. Sau khi biết được bí mật kinh thiên động địa này, Dick đã có tính toán. Mà lúc này, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Jen trèo lên mặt đất, nói với Dick rằng giếng đã cạn. Nhưng bọn họ bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên định phòng thủ trận địa. Một khi rút lui sẽ bị quân Đức Quốc xã phát hiện tình hình thật sự, mà điều này đã làm xoay chuyển cả chiến cục. Hy sinh vài người liền có thể cứu cả quốc gia. Dick biết cuộc mua bán này rất hợp lý, thế là cho quân Đức Quốc xã biết tin trong giếng có nước, hơn nữa còn mượn cớ đem nước đổi thức ăn, thả bọn chúng về doanh trại. Chỉ cần khiến Đức Quốc xã tin rằng trong giếng có nước, bọn họ chắc chắn sẽ như chó đói, không ngừng lang thang xung quanh. Sau khi cố ý thả quân Đức Quốc xã, bọn họ bắt đầu bố trí cạm bẫy, hơn nữa còn bố trí bom phá xe tăng. Tín hiệu chiến tranh sắp vang lên, cho dù bác sĩ tận tình cứu chữa cũng không ngăn được vũ khí tiễn quân về trời. Sau đó tất cả quân nhân nghiêm chỉnh chờ đợi, chỉ chờ Đức Quốc xã vào bẫy. Một đám Đức Quốc xã như chó điên hỏa tốc xông lên giếng nước trước mặt. Bọn chúng không hề biết rằng đội quân thủ vệ tiền phương chỉ có 9 người. Đối mặt với đại quân của Đức Quốc xã, Dick trấn tĩnh chỉ huy, làm tốt công tác chuẩn bị. Họ dùng tường đất để yểm hộ. Sau khi bom ở phía trước đã kích nổ, chiến đấu chính thức bắt đầu. Quân Đức Quốc xã không có yểm hộ, dưới sự tấn công dồn dập của vài người, quân Đức Quốc xã từng người một nằm xuống. Bọn chúng mau chóng tìm nơi ẩn nấp, nhưng tất cả nơi ẩn nấp đã sớm bị Dick khống chế. Quân Đức Quốc xã bất lực chỉ có thể lui trước. Sau khi trận chiến đầu tiên kết thúc, Dick bắt đầu đếm quân số, phát hiện 9 người chỉ còn 8 người. Cuộc tấn công vừa rồi đã khiến quân Đức Quốc xã tử thương nghiêm trọng, thế là chỉ huy quân Đức Quốc xã định đàm phán. Dick một mình đàm phán với hắn, nhưng chỉ huy lại yêu cầu gặp cấp trên, nhưng cấp trên đang bận tắm rửa. Muốn gặp thì phải đợi, không ngờ rằng chỉ huy Đức Quốc xã không biết ngượng mồm, hô rằng chỉ cần bọn họ giao hết vũ khí ra, thì có thể thả bọn họ đi. Nhưng Dick từ chối thẳng, quả nhiên bọn họ lại bắt đầu công kích. Lần này quân Đức Quốc xã có bố trí mới, nhờ sự yểm hộ của pháo cối, phát động công kích từ nhiều hướng. Tiểu đội của Dick tức tốc di chuyển, kết thành tuyến phòng vệ ở trước giếng. Trước từng nhát pháo của quân Đức Quốc xã, rất nhanh họ đã ngã về đất tổ. Lúc này thêm vào sự đói khát trên trận địa, bọn chúng đã không còn sĩ khí tiến công. Quan chỉ huy chỉ đành đàm phán lần nữa. Thấy quân Đức Quốc xã không ngừng tới gần, một binh lính nghĩ ra một suy nghĩ to gan táo bạo. Anh giấu Dick một mình tiếp cận chỉ huy địch, cố ý lăng mạ chọc tức hắn, còn nhân lúc hắn không phòng bị rút dao găm ra, một đao tiến hắn về trời. Lúc này quân Đức Quốc xã mất đi quan chỉ huy, nhất thời tiến vào trạng thái điên cuồng, phát động tất cả vũ khí công kích Dick. Sau một hồi chiến đấu, trận doanh của Dick chỉ còn lại 2 người. Bọn họ cẩn thận kiểm kê trang bị đạn dược còn lại, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu cho trận chiến tiếp theo. Rất nhanh những quân lính Đức Quốc xã còn lại đã xông lên, Dick cũng xông lên xe chiến. Không ngờ rằng
quân Đức Quốc xã liền từ bỏ phản kháng, buông vũ khí đầu hàng, cuối cùng phát điên chạy đến giếng khô. Mà lúc này trong giếng lại đầy nước, thì ra là vừa nãy ném bom làm nổ thông nguồn nước. Nhân lúc quân Đức Quốc xã uống nước, Đích đã đem tất cả vũ khí gom lại. Cuối cùng hai người bắt được mấy trăm người, đối diện với số người gấp phe mình đến mấy trăm lần, mấy người không những không lùi bước mà còn tiếp tục kiên trì phòng thủ trận địa. Trước tín ngưỡng, sinh mệnh chỉ là vật hiến tế, chính vì có những anh hùng xả thân vì nghĩa mới có tương lai tươi sáng cho hậu thế. Nhưng dưới thời đại Thái Bình, hầu hết thế hệ trẻ ngày nay chưa hề trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về lịch sử, sẽ luôn bảo vệ phần tín ngưỡng đó, bảo vệ nghĩa lớn của dân tộc chúng ta. Cuối cùng anh Tùng nhấc một chén, tiểu đội 9 người vào sa mạc, không ngờ gặp đại họa từ đây. Hàng xóm vừa to vừa rộng rãi, không tìm được nước không thể sống. Anh Tống giới thiệu phim, chỉ kể phim hay thôi.